Đúng một tuần sau khi chia tay huấn luyện viên Philip Chu Liên đoàn bóng đá Việt Nam ký được hợp đồng rất khủng. Trên màn ảnh của các bạn là người đẹp Hennie biểu tượng cho những người phụ nữ xinh đẹp, thành công và cũng là đại diện cho Roto. Được biết, Roto và Liên đoàn bóng đá Việt Nam ký một bản hợp đồng 3 năm với một cái giá trị nhiều chục tỷ đồng và đây không chỉ giúp cho những cầu thủ đặc biệt là những cầu thủ nữ của chúng ta sẽ có cơ hội được làm đẹp mà còn làm đẹp cả thành tích của bóng đá việt nam hướng tới tương lai đây là điều tuyệt vời mà cả roto cả bóng đá việt nam đang muốn hợp tác và đây cũng là kết quả mà người hâm mộ bóng đá việt nam mong chờ hy vọng rằng vff và roto sẽ hỗ trợ lẫn nhau để bóng đá việt nam của chúng ta cất cánh các bạn hãy cùng like và follow vlog minh hải để nhận mọi thông tin mới nhất cảm ơn các bạn rất nhiều